tiếp theo tập trước phi việt nữ đế nói với tần nam trừ phi ngươi đã từ bỏ việc theo đuổi võ đạo nếu không ngươi phải suy nghĩ đến tương lai của các ngươi sự chia ly bây giờ là tạm thời để có thể đồng hành dài lâu hơn trong tương lai tần nam nghe xong cảm thấy có chút không nữa sau đó sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi có vẻ đã thấu hiểu chuyện này thế là hắn sảng khoái mà nói với phi việt nữ đế ngươi nói đúng phi việt nữ đế nói với tần nam hơn nữa ta tin rằng họ không dám rửa trò trước mặt ta vậy nên ngươi cứ yên tâm giao bọn họ cho hai người này nữ nhân kia với tên bợm nhậu đều hào hứng xác nhận đúng vậy chúng ta sẽ lập tức phát lời thề tiên ma ngay bây giờ tần nam lúc này mới cung kính hỏi ba người này chưa kịp thỉnh giáo tôn danh của ba vị tiền bối nữ nhân kia trả lời chủ nhân thứ nhất của tiên vực thứ 13, ba mạc tiếu ly tên bợm nhậu nói chủ nhân thứ nhất của tiên vực thứ 19, lý kỷ con tên bịt mặt cũng giới thiệu chủ nhân của tiên vực thứ hai thượng nguyệt thiên chủ sau này nếu ngươi không có nơi nào để đi hoặc muốn tu luyện trận đạo có thể đến bái ta làm thầy tần nam cung kính đáp lại Vậy hai nàng xin nhờ cậy tiền bối và cũng cảm ơn Thượng Nguyệt Thiên chủ tiền bối đã chỉ điểm cho ta." Thượng Nguyệt Thiên chủ vui vẻ khoát tay nói với Tần Nam, "Không có gì, không có gì." Tần Nam nhìn Giang Bích Lan và Diệu Diệu công chúa đang nằm dưới đất thầm nghĩ, hy vọng các nàng tỉnh lại sẽ không trách ta vì đã tự ý đưa ra quyết định thay các nàng. Đợi đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại cùng nhau chinh phục tiên vực thứ nhất. Bên này, Mạc Tiếu Ly cùng với Lý Kỳ cùng nhau đưa tay về phía hai vị đồ đệ của mình, một luồng sáng chiếu vào thân thể hai người, rồi một cái truyền tống không gian được hai vị chủ nhân của hai cái tiểu tiên vực mở ra. Mạc Tiếu Ly ôm rượu rượu công chúa vào lòng rồi nói, "Vậy thì, chúng ta đi thôi." Cùng lúc đó ở bên trong Bắc Cảnh, cái hố sâu vẫn đang bốc khói nghi ngút. Nam Thế Chí Tôn nằm thoi thóp bên trong cái hố, sau khi bị Mạc Tiếu Ly đập một phát mà không bay màu, Hắn ngơ ngác mở mắt ra có chút kinh ngạc thầm nghĩ, "Ta, ta vẫn chưa chết, cái gì?" Xem ra, vật kia trong Nam Thiên Môn miễn cưỡng giữ lại cho ta một hơi thở cuối cùng. Nhưng ta, đường đường là một cửu thiên chí tôn, tự mình đi diệt một thiên tiên mà lại rơi vào kết cục như thế này, thật là quá mất mặt lúc này có một tên đầu hói đứng nhìn về phía nam thế chí tôn ngạc nhiên hỏi hửm xem ra vận may của ta cũng không tệ lại gặp được một cửu thiên chí tôn trọng thương nói xong tên này nhảy thẳng xuống hố đứng bên cạnh nam thế chí tôn tên này quan sát nam thế chí tôn rồi nói thân thể bị tổn hại nghiêm trọng thế này sao thật đáng tiếc nam thế chí tôn nhìn tên có thực lực cường đại lo lắng thầm nghĩ đây chẳng lẽ chính là số mệnh của ta sao tên đầu hói cười nham nhở nhìn nam thế chí tôn nói nhưng cũng còn hơn không chỉ là không biết liệu ta có thể luyện ra một quỷ tôn không nam thế chí tôn than thầm chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng vậy mà lại gặp phải cường giả quỷ tu đột nhiên tên quỷ tu kia ngẩn người ra không biết là hắn đã phát hiện ra chuyện gì hửm đây là khí tức của vị thứ 10 trong chư tiên thú vị vận may của ngươi cũng không tệ ta hỏi ngươi có muốn cùng ta đi tìm đến vị thứ sáu trong chư tiên không cùng lúc đó ở bên trên tế đàn tiết mộng giao nói với tần nam đạo hữu tần nam ta cũng nên rời đi rồi đao pháp trong sát na đao ta đã lĩnh ngộ hoàn toàn giờ giao lại cho ngươi tần nam vui vẻ nhận sát na đao cảm kích được vậy ta không khách khí nữa sau đó nhân đao trí tôn nhanh chóng rời đi tần nam ở lại nói với phi việt nữ đế phi việt lần này thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều phi việt nữ đế đáp lại không cần cảm ơn ta đâu tiếp theo ngươi nên nghĩ cách làm thế nào để tấn cấp lên cấp bậc bá chủ cái thế nói rồi nàng liền biến mất trước khi đi còn để lại một câu hy vọng lần tới gặp mặt tu vi của ngươi sẽ có sự tiến bộ đúng lúc này miếng ngọc bên trong cái túi của tần nam đột nhiên phát ra ánh sáng tần nam thầm nghĩ người của khung vũ thái hoang tông đến rồi sao thế là hắn nhanh chóng bay ra ngoài đi tìm hiểu xem là ai đến sau khi tần nam đến ngoại vi của vùng đất bất phàm có hai lão già chờ sẵn và nói tiểu hữu tần nam trưởng giáo trí tôn biết chuyện xảy ra ở đây lo ngại ngươi sẽ bị các đại thế lực truy sát nên đặc biệt cử chúng ta đến đón ngươi ngươi thật sự có mặt mũi lớn lại khiến hai vị cửu thiên trí tôn cùng đến đón tần nam hướng hai lão già này khách khí nói đa tạ hai vị tiền bối những lão già kia lại vuốt dâu nói tuy nhiên ta thấy ngươi ở trong lục hợp cấm địa dường như rất thuận lợi không chỉ tu vi tăng lên mà còn có được một mảnh tiên phúc đạo địa lão già khác đề nghị đã đến đây rồi hãy dẫn chúng ta vào xem vùng đất tiên phúc của ngươi tiện thể giúp ngươi bố trí một vài trận pháp để phòng thủ trước đa phần các tu sĩ tần nam thấy thế liền vui vẻ đồng ý được vậy xin nhờ hai vị hai vị mời vào thế rồi tần nam dẫn hai lão già đi dạo một vòng trong vùng đất bất phàm tần nam tỏ vẻ ngại ngùng hỏi hai vị đã nghĩ xong sẽ bố trí trận pháp như thế nào chưa thế nhưng điều này lại khiến cho một lão già tức giận vùng đất tiên phúc này đã có rất nhiều đại trận được bố trí giờ ta đâu còn phải lo lắng cho sự an nguy của ngươi nữa điều cần lo là các thế lực khác muốn tấn công vào đây Tần Nam gãi đầu giải thích, khụ khụ, những trận bàn này đều là ta may mắn có được. Lão già kia lại nói, thôi bỏ đi, quay lại vấn đề chính, giờ ngươi định đi cùng chúng ta hay tiếp tục ở lại đây? Lục Hợp Cấm khu hiện tại đã có cường giả chủ cảnh tham chiến, nếu ngươi ở lại tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn giành lấy lợi ích từ miệng hổ e rằng rất khó. Tần Nam trả lời, hai vị tiền bối, hiện tại ta đã đạt tu vi Thiên Tiên ngũ trọng, ta dự định bế quan tại đây để nâng tu vi lên đến Thiên Tiên đỉnh phong, sau đó tiến hành đột phá lên cấp bậc bá chủ cái thế. Hai lão già nghe xong lại bắt đầu tỏ ra suy nghĩ hỏi, đột phá lên bá chủ cái thế sao? Lão già kia đưa miếng ngọc giản cho Tần Nam và nói, cũng tốt, trong Cửu Thiên Tiên Vực có nhiều nơi để đột phá bá chủ cái thế, tiểu tiên vực thượng hành thiên của chúng ta cũng có. Ngươi cầm lấy ngọc giản này, chờ khi ngươi đạt đến đỉnh thiên tiên, rồi hãy xem xét lựa chọn. Tần Nam nhận ngọc giản xong lập tức cung kính nói, đa tạ tiền bối. Lúc này, hai lão già quay lưng rời đi và nói, nếu ngươi muốn ở lại đây, vậy chúng ta không làm phiền nữa. Tần Nam cung kính hành lễ, cung tiễn hai vị tiền bối còn hai lão già kia đã biến mất. Lúc này, Minh Vong thò đầu lên nói với Tần Nam, "Tiểu tử, bây giờ ngươi thật sự là người nổi tiếng rồi. Hết chuyện trò với ba vị cường giả chủ cảnh, lại có hai vị cửu thiên chí tôn lặn lội đường xa đến bảo vệ ngươi." Tần Nam đáp lại, "Tất cả những thứ đó rốt cuộc cũng chỉ là ngoại vật, thực lực của bản thân mới là điều quan trọng nhất." Hắn quay lưng đi sâu vào trong vùng đất bất phàm. Trong lòng thầm nghĩ, đã đến lúc bắt đầu bế quan rồi. Khuôn mặt của hắn tỏ ra vô cùng kiên định. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!